của mình lưỡi thiên hạ là thứ độc nhất, nó mang tiếng ngồn đồn xa. Thông tin chỉ có đúng thực tế mà mấy chế cứ tạo nghiệp từ cái mồm ra. Chiêu chiêu đứng ngay đầu ngõ cơm nhà chưa cắm mà tầm 7 tầm 3. Không chơi ba cao xì dách thì mới. Cái ý tưởng, cái nội dung của cái bài rap này rất là hay. Nó nói về cái chuyện mà những cái người nhiều chuyện hay xỉa xói chỉ trỏ, dạ, đúng không các bạn sớm đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Nếu như vậy thì những cái lúc mà em thể hiện những câu thoại cũ với bạn sớm, em hóa thân đi, nó sẽ dễ thương. Ờ đó, thấy chưa? Bấm cho sớm nha. Ờ bấm luôn, bấm luôn bây giờ. Thật ra anh cũng thích bạn luôn. Ờ đó. Rồi rồi. Xin chào quý diễn giả, mình tên là Hải Đăng, năm nay mình 21 tuổi và mình tới từ quận 12. Nickname của mình là CAI nhưng mà mọi người hay gọi mình là Cải. Mình chạy xe công nghệ cũng được một năm mấy, gần 2 năm rồi. Là tại vì cái ngành này là cái ngành nó không có quy định thời gian cụ thể, nên là mình có thể tự chia cái thời gian đó để mình tự vừa làm nhạc và vừa đi làm kiếm tiền để phụ gia đình. Hồi đó có bị một lần là đang chở cái chị kia phía sau mà quên là đang chở. Đang chạy tự nhiên cái đậu đèn đỏ xong cái chạy luôn cái tự nhiên cái đang thì mình nghe cái đeo cái tai phone đó, nên là tự nhiên cái mình hát theo cái bài đó. Mà hát phô tùm lum hết á. Cái tự nhiên cái chị đó cái bắp đùi chỉ dính vô người mình, nên mình mới nhớ là có chở người phía sau nên mình im lại không dám hát nữa. Quê muốn chết luôn. Nó khó nói lắm, tại vì mới đầu mình nghĩ là mình lên là để làm cho nó làm những gì mình có thể thôi, không nghĩ là tự nhiên mình được 4 người chọn cùng lúc luôn. Nên là không phải, ý là được 4 người chọn. Cảm xúc nó đang rối loạn lắm. Tại vì ngay từ đầu ở nhà mình hay coi TikTok là mình đã thích coi Sin rồi, nên là lên đây cũng có ý định về đội của Sin rồi. Mình mong là sẽ đem được một cái gì đó mà mình chưa thể làm được, mình chưa có cơ hội để làm được, thì đây sẽ là cơ hội để mình làm hết mình những gì mình có thể. Mình muốn gửi tới cái lời nhắn này tới một người mà mình sẽ gọi cái tên của người đó là nickname của cái Facebook của họ. Là cái người đó tên là Jim Nguyễn. Con rất là cảm ơn luôn ủng hộ con, luôn động viên con những lúc mà con tưởng chừng như là con sẽ ngưng làm cái công việc này rồi. Cái lời thứ hai là con gửi tới mẹ. Mẹ là người cấm cản con, nhưng mà mẹ cũng sẽ là người đưa cái tinh thần con lên cao nhất để mà con tiếp tục cái công việc này. Mọi người hãy bình chọn cho mình ở chương trình Ngôi sao 30 giây nha. Cùng đón xem đêm live show của Ngôi sao 30 giây vào tối ngày 31 tháng 12 nhé.